Ngày 12 tháng 8, Công an phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ cướp tại tiệm vàng Kim Ngọc Phát trên đường Bùi Văn Hòa, khu phố 5, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa. Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 11 tháng 8, một nam thanh niên đi bộ đến tiệm vàng Kim Ngọc Phát, yêu cầu nhân viên cho xem hai cái lắc vàng, hai dây chuyền, một mặt dây chuyền, một chiếc nhẫn vàng, tổng giá trị khoảng 70 triệu đồng. Hơn một tiếng sau, lợi dụng lúc cửa hàng đông khách, nhân viên không kịp quan sát, nam thanh niên bỏ chạy cùng một chiếc lắc vàng và một chiếc nhẫn. Sau đó, đối tượng bị nhân viên tiệm vàng và người dân bắt giữ khống chế. Nhận được tin báo, lực lượng công an phường Long Bình đã có mặt tại hiện trường, đưa đối tượng về trụ sở công an để làm việc. Bước đầu, nghi can được xác định là Lê Tấn Đạt, 25 tuổi, quê Thừa Thiên Huế, thường trú tỉnh Bình Phước. Ngay trong đêm, lực lượng công an đã lấy lời khai những người liên quan, trích xuất camera an ninh để điều tra vụ việc.